xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Thì hiện tại bây giờ là có chú Bảy hàng xóm cũng vừa vào thắp hương cho chú nghệ sĩ Bụ Linh nha cô chú anh chị. Dạ chú Bảy. Dạ. Năm mới chúc chú Bảy nhiều sức khỏe nha. Đó, 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 đó. Dạ. Đó năm nào chúng ta bằng ngày. Rồi hôm nay cũng nhớ hôm nay mình lên đây chơi, sẵn ghé rất nhanh năm năm vừa lên nổi gà ghê quá. Mà vô đó thấy bàn thờ trang nghiêm chứ vậy ha. Đúng rồi, nhưng mà từ khi mình đem một cái tượng vậy là mình mới đứng chụp hình cái này để ổn chụp hình hẳn. Dạ. Mà vừa vô có con gì, con bé gì? Bun hay là bum hay là lo? Con gì, con vợ gì, con nhỏ gì mới đẻ đó. Bum bum. À bum bum. Vừa nói chuyện nổi gà, thấy có gà không đúng. Chị gái ảnh á, bây giờ trước em có lên em gái anh không có cách hiện về á, thì mình biết hai ngày sau ảnh về liền. Yeah. Anh em gái em xin anh có hành điện thoại coi hai ngày sau cái đó nhận người đó cái tấm nè, cái đó kêu bận gì không, con phải tẩy đó. Yeah. Nhưng bà tố đang tố phải không, bà mạnh có quyền tố bên kia nó tố đi, nhưng mà phải tẩy còn mấy lần nắm rồi, cho nên anh em lên đây thắp hương nhanh nói cho anh biết là như vậy. Em hỏi anh là hai ngày nữa mình mở mở tiệc ban ngày đem hai ngỗng lên đây. Dạ. Để mình trời mai chỉ quỷ với mình thiên hạ đúng không. Dạ. Nhưng mà lên đây gặp cái lon mà cái lon ngủ không, không có nhà thôi, để cái lon nói chuyện nó cụ thể hơn đó. Còn vấn đề mà ơi mày, tao nghe nó nói nó không biết bắt cỡ mày ơi. Về yeah, anh chú con chó nó là con về chó về chó. Dạ. Bây giờ thích tao đi lại ông kêu rồi tao chửi luôn, người ta hỏi nè, không có chửi nó, phải là mình chửi gì mình lại đóng giặt khách mình ăn mình nói chuyện mình nói thăm giả bộ nữa thăm được không, nhà của nhà giống anh em nhà của ông Linh có phải không gì nữa. Nó bắt đầu tao học cái đầu là phải trả lời với tao nha, tao hỏi gì phải trả lời đi, phải trả lời với tao mới được, đối đáp còn đối đáp á. Yeah. Như vậy nó cụ thể là nó sát sườn hơn, nó chính xác hơn 101 luôn. Bây giờ báo chí hay là nói qua nghe mà không thấy, thấy mà không nghe, nó không chuẩn, mắt thấy tai nghe đối đáp. Em là cái gì của anh bên này, em là gì của Vinh, em là cháu Vinh, cháu Vinh xem đầu lấy của em con của Vinh, anh hỏi vậy thôi. Nếu người ta né còn anh không có, anh hỏi tên luôn, có tên có tuổi mình phải nói tên tuổi người ta mới biết đúng không. Hỏi đâu trả lời tôi đó. Nè mấy em yên tâm đi, nếu mà nó không ở tù tao là con của mày, danh dự với tao mày một câu là dữ luôn. Nếu như con mẹ con nó không có người ở tù à, con của mấy em tao nghe thông tin đó là nó định nó hỏi ai có tổ chức gì nó đứng ra nó lãnh đó. Giờ là hai ngày nữa là tổ chức nè phải không, đúng không, nghe tin vậy mới lên đây thắp hương chảnh rồi sẵn đi trao đổi với bé Lon đúng không. Rồi bắt đầu nói chuyện với Lon cụ thể luôn, kết thúc hồ sơ. Mấy em đừng có tưởng là chuyện này có mấy ông này hay lắm, không có làm việc đâu, để cho một bên nó tố đi, nó tố đi tố đi, giờ khi mà người ta mà làm việc là chỉ có gớt. Bé Lon nó hay lắm, bé Nì nó cũng hay nữa, hai cái đầu nó rất là lạnh luôn. Bây giờ anh nói tụi em nè, bây giờ người ta nói xấu anh em của em có ngồi yên không? Em cũng bực bội, có chuyện bất kể em cũng phải bực bội, nhưng mà phải biết là mình không có mà nói, biết dừng hở ra một câu thôi là dèm pha dữ lắm, cho nên là bút xa là gà sẽ mở, cho nên dứt khoát không nói. Mà khi mình đã nói là thì ngã bài rồi, nhớ bài ăn tiền là đó, lúc đó nó tính tiền. Hai ba ngày nữa sắp tới rồi, nhớ xong chưa là nó sẽ tới chính quyền thôi, nó không còn gì nữa. Quân sự mà nó là dân sự rồi, là hình sự rồi đó, nó phải đi ngược về lại chứ không phải là. Cho nên anh yên tâm đi, con ve này nó không ở đợi làm con của mẹ, nó sẽ không còn ca hát được nữa, cuộc đời của nó sẽ tắt liệm kể từ đây. Trên ông mẹ con nó sẽ về gót Vinh Dương, không ở địa phương này luôn. Cho nên những cái gì anh nói với mày rồi có người nhớ không Vinh, mày nhớ chú nó không. Yeah. Những cái gì nói với chú đó đó là nó sẽ yên như vậy. Nhưng mà tại vì người ta có nơi có chỗ, người ta làm có công ty công đoàn à, xí nghiệp, còn nó là xí gạt, nó là trung tâm xí nghiệp xí gạt thành phố đó là nó, cho nên người ta có công ty cơ quan, người ta không có lại biết gì đó. Tao dân sự nè, mày thích chơi tao chơi, mày tao chạy mày tao người dơ mày ra đó trước cái ta đi,
sai cái nào đi chịu pháp luật liền mày luôn. Vậy là sáng hôm nay chú Bảy cũng có đi ngang qua quán bún bò chú Bảy ha. Tao bỏ đường đó luôn mày, tao sợ tụi mày nghĩ tao sai đó. Dạ. Tao nói từ lâu rồi mà. Ý là đi đường này nè, lên nè. Dạ. Còn mày muốn về nhà tao, đi đường này về nhà tao. Bé, bé bé. Dạ. Hiểu không? Không dám đi ngang qua bán bún bò tao luôn. Tao đi qua thì tao sợ. Ở đời là cái tội gì cũng được đó, tội tình nghi khó sống. Dạ. Án gì cũng chung mà án gì. Án treo là mày mệt. Án treo mày một ngày, mày một ngày hoài. Sao mày hết án? Chú Bảy cũng nghĩ là nhân cái dịp mà rổ này thì bên phía cái cô cháu gái đấy lại tiếp tục là kêu gọi mạnh thường quân không chú? Không dám. Không dám đâu. Bé Lon nó lên tiếng trước rồi. Mà pháp luật người ta chuẩn bị vô rồi nè, người ta bị chơi nó nè. Bắt nó là phải thống kê lại tiền cũng điếu. Rõ ràng. Giờ lúc đó bằng hạ ngủ. Cần một chữ ký, một lời nói bé Lon nó giá trị lắm á. Nó là nhân chứng sống mà nó là nằm thằng thắng của nó không 101 rồi, nhưng mà nó bị ép từ chân chứng luôn, hiểu không? Cũng như mình nuôi con thú gì á, mình nuôi nó từ nhỏ là mình sẽ dạy nó sẽ nghe lời mình, đúng không? Như con ngỗng rồi đó à, thì con bé Lon nó ở trong trứng đâu mà đẻ ra ở trong cái khuôn đó đó, cho nên sự đi đứng ăn nói bất cứ sinh hoạt gì bé Lon nó bị ép hết, bị đè nén hết, khống chế hết. Cho tới 30 mấy năm sau mà ổng không còn trên cõi đời này nữa, ổng ra đi, ổng đợi lại một cái gia bảo, nhất là lấy đứa con gái nằm dưới cháu ngoại. Cháu là cái gì? Cháu nó là mũ, con mới là máu, mũ là dơ cặn bã nó bám vô làm cho mình nhức nhói cái vết thương đó, mình cạy mũ ra hết nhất, đúng không? Nó khùng nó điên, đem ta sợ đi chơi chiều vậy không, muốn giấy tâm thần đó mày. Tại nó chơi chiêu đó mà không có được đâu, không có được, nó đi là cái chắc rồi. Chú Bảy có coi cái vụ mà cái bà bảy màu à? Con đó nó khùng lắm á. Nói vậy đó chú. nó là cà phê mà nó là cỏ mới vẽ bộ đâu vậy mập đi đây xíu nó cỏ mới vẽ mà, nhưng mà chẳng qua đó tại vì nó ngu quá, nó tưởng nó là nó, nhưng mà sai lầm. Mày chỉ là cái bóng thôi. Cái hình mẹ đây như cái bóng mày. Ngày xưa mẹ đâu, bóng mày ở bên kia kìa. Trời nghĩ sao mày soi Phương Lơi. Nó không soi ai đây được á. Hôm qua là nó là người kiếm biêu. Ừ, nó là người kiếm biêu thôi. Phương Lơi đó là thương gia, đại gia rồi. Làm sao có vụ đó. Hiểu chưa?